Ngay sau tuyên bố thương vụ với hãng Dongfeng của Trung Quốc, thì mới đây nhà sản xuất ô tô của Pháp PSA Peugeot Citroën lại công bố khoản lỗ lên tới 3,2 tỷ đô la Mỹ. Hãng này đang có ý định phát triển dòng xe mới và mở rộng sản xuất ra châu Á nhằm bù đắp khoản lỗ lên tới 3,2 tỷ đô la Mỹ. Với thương vụ trị giá 3 tỷ euro với Dongfeng, Peugeot hy vọng có thể thổi một luồng gió mới vào hoạt động của hãng, cùng với đó là thay đổi về lãnh đạo, chấm dứt hai thế kỷ điều hành của gia đình Peugeot. Dongfeng Motor Group và chính phủ Pháp mỗi bên sẽ trả 800 triệu euro cho 14% cổ phần trong Peugeot. Dù vậy, Peugeot vẫn còn lỗ đến 2,3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, và cảnh báo rằng hãng sẽ không thể có lời cho tới năm 2016. Chúng tôi sẽ thâm nhập sâu vào châu Á cùng với đối tác 20 năm Dongfeng. Thứ nhất, chúng tôi sẽ nâng sản lượng lên gấp 3, đạt 1,5 triệu chiếc vào đầu những năm 2020. Thứ hai, chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động phòng nghiên cứu và phát triển mới. Và thứ ba là nhắm đến thị trường Đông Nam Á. Peugeot là một ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng kéo dài 6 năm của thị trường ô tô châu Âu. Hãng này đã nhiều lần lỡ cơ hội hợp tác với BMW, Toyota và Mitsubishi Motors. Với Dongfeng và chính phủ Pháp, Peugeot sẽ bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá thị trường 40%. Bộ trưởng Tài chính Pháp thì nhấn mạnh người Pháp sẽ được lợi từ thương vụ này. Sẽ không có nhà máy nào bị đóng cửa từ đây tới năm 2016. Hoạt động tại Pháp vẫn là trọng điểm và các hoạt động ở nước ngoài chỉ là mở rộng ra mà thôi. Cuối năm nay, Peugeot sẽ có CEO mới, người từng là CEO của Renault.